Các bạn thân mến, sau hơn 2 năm kể từ khi thông tin Việt Nam đặt mua 12 máy bay L-39NG được công bố rộng rãi khiến cả thế giới chấn động. Vào tháng 10 năm 2023 vừa qua, người người nhà nhà lại phải xôn xao trước thông tin dòng máy bay L-39NG sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Việt Nam sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm yêu cầu. Mặc dù thời gian cụ thể không được ấn định, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể quá trình bàn giao sẽ sớm được diễn ra trong năm 2024 này. Để rồi mới đây, một trang tin quốc tế khá có uy tín lại tiếp tục củng cố lòng tin trên bằng cách đưa tin rằng Việt Nam nhận 6 máy bay huấn luyện L-39NG, mốc quan trọng trong hiện đại hóa không quân. Vậy liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? 6 chiếc máy bay huấn luyện của Séc có thực sự cập cảng Việt Nam hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, mới đây, thông tin Việt Nam nhận bàn giao máy bay L-39NG đã được trang tin quốc tế đưa tin như sau. Theo các trang tin World Air News, Aerospace Global News và Aviation Week đăng bài cho hay hôm 19 và 20 tháng 8 năm 2024 rằng Việt Nam vừa chính thức nhận 6 máy bay phản lực huấn luyện L-39NG đầu tiên do hãng Aero Vodochody chế tạo ở Séc. Và đây là một mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa không quân. Ba trang tin về hàng không không quân nói rằng việc bàn giao máy bay được hãng sản xuất công bố hôm 16 tháng 8 sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu lần đầu trên thực địa do các phi công thử nghiệm của Aero Vodochody thực hiện. Những cuộc kiểm tra thử nghiệm này được thực hiện sau khi các máy bay được lắp ráp tại Việt Nam và kết quả cho thấy 6 chiếc L-39NG được lắp và căn chỉnh đúng chuẩn cũng như hoạt động với đầy đủ các chức năng quan trọng. Ba trang tin kể trên dẫn lời ông Victor Sotona, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Aero Vodochody, bày tỏ rằng tôi vô cùng hài lòng khi nhìn thấy quá trình lắp ráp lần cuối và quá trình bay thử nghiệm 6 chiếc L-39NG đã diễn ra tốt đẹp. Các máy bay của chúng tôi giờ đây có thể đóng vai trò là nền tảng huấn luyện cho các phi công chiến đấu cũng như là nền tảng chiến thuật hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau cho Không quân Việt Nam. Mặc dù thông tin chi tiết về địa điểm và thời gian cụ thể của việc bàn giao máy bay tại Việt Nam không được tiết lộ, nhưng hãng Omnipol chủ sở hữu Aero Vodochody khẳng định rằng chương trình bàn giao đang tiến triển theo đúng tiến độ đã thống nhất và hai bên đều hợp tác chặt chẽ. Được biết, bên cạnh lộ máy bay kể trên, Việt Nam cũng sắp nhận được hệ thống huấn luyện trọn bộ, bao gồm các máy mô phỏng và sách hướng dẫn để hỗ trợ việc đào tạo phi công và thợ máy sau này. Trước đó, Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc L-39NG vào tháng 2 năm 2021 nhằm thay thế phi đội máy bay L-39C Albatross đã cũ, vốn đóng vai trò trụ cột trong việc đào tạo phi công ở cấp độ cơ bản. Các máy bay L-39NG mới sẽ hoạt động cùng với máy bay phản lực huấn luyện tiên tiến Yakovlev Yak 130 do Nga sản xuất mà Việt Nam mới mua gần đây. Điều này góp phần nâng cao hơn nữa khả năng huấn luyện của Việt Nam trong tương lai gần. Vâng, đây là thông tin hoàn toàn chính xác chứ không phải là tin vịt như nhiều người đồn đoán. Chính công ty Vodochody của Séc đã cho đăng tải thông báo bàn giao 6 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG đầu tiên cho Không quân Việt Nam trên trang web của mình. Việc nghiệm thu máy bay ở Việt Nam đã diễn ra thành công. Trong quá trình trên, các phi công của nhà sản xuất đã thử nghiệm tất cả các chức năng của phương tiện. Theo đó, thì Việt Nam sẽ trở thành khách hàng đầu tiên sử dụng máy bay huấn luyện L-39NG của Cộng hòa Séc. Mọi thứ đang diễn ra đúng tiến độ hợp đồng. Trước đó, vào đầu tháng 8 năm 2023, Aero Vodochody đã trưng bày chiếc L-39NG được sản xuất cho Không quân Việt Nam. Và tới tháng 10 cùng năm, chuyến bay đầu tiên của một trong những phi cơ được chế tạo cho Việt Nam đã diễn ra. Theo dự kiến, những chiếc L-39NG được chuyển giao sẽ thuộc biên chế của Trung đoàn 910 Không quân Việt Nam. Chúng sẽ phục vụ như một nền tảng quan trọng để đào tạo phi công chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, máy bay L-39NG của Séc còn có thể thực hiện vai trò chiến đấu và trinh sát do nó được trang bị 5 điểm treo vũ khí hiện đại. Được biết, L-39NG thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2018 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 2022. Máy bay được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams FG-44 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, chiếc phi cơ còn nhận được thiết bị điện tử vô tuyến mới, tổng cộng hơn 800 đơn vị và hệ thống mới đã được tích hợp vào dòng máy bay này. Công ty chủ quản lưu ý rằng có khoảng 400 nhà cung cấp tham gia sản xuất L-39NG, trong đó khoảng 65% đến từ Séc. Phải mất khoảng 14.000 bộ phận, 17.500 đinh tán và 31.000 giờ lao động thì mới chế tạo được một chiếc máy bay như vậy. Nhìn chung, máy bay L-39NG là phiên bản nâng cấp của L-39 Albatross, dòng máy bay huấn luyện phản lực 2 chỗ ngồi, 1 động cơ. Nhưng ngày nay thì phiên bản gốc Albatross đã lỗi thời và không còn phù hợp để hoàn thành các nhiệm vụ của nó, nhất là khi việc đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu thế hệ 4, 4+, 4+++
là rất khó và hoàn toàn không thể sử dụng Albatross để đào tạo phi công lái các máy bay thế hệ 5. Ngoài ra, Albatross còn bị ăn mòn khá nhiều bởi nền khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng cấp đội máy bay phản lực huấn luyện của không quân bằng cách là mua các máy bay L-39NG, một động cơ ở Cộng hòa Séc và mua máy bay huấn luyện chiến đấu 2 động cơ Jak-130 ở Nga. Cả L-39NG và Jak-130 đều là những cỗ máy được sản xuất hàng loạt. Cả hai đều là cận âm, đều được cung cấp cho các lực lượng không quân trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, phiên bản L-39NG thế hệ mới tập trung vào việc hiện đại hóa thiết bị bằng cách kết hợp giữa công nghệ hàng không tiên tiến, động cơ hiện đại với việc kế thừa những tính năng hoàn hảo của dòng L-39 huyền thoại. Theo đó, thì L-39NG nhẹ hơn phiên bản cũ nhờ sử dụng nhiều vật liệu mới, nhưng nó lại mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn nếu xét về chất lượng vận hành, tính dễ điều khiển và khả năng thao diễn tuyệt hảo. Tuyệt vời nữa là L-39NG còn được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến có thiết kế mô đun kết hợp với buồng lái kính, giúp tăng cường hiệu quả huấn luyện phi công lên nhiều lần. Thêm vào đó, khung thân máy bay được thiết kế lại giúp nâng cấp tuổi thọ thiết bị lên trên 15.000 giờ bay, gấp 4 lần so với L-39 cũ, chỉ hoạt động tối đa từ 3.000 đến 4.500 giờ. Riêng các thùng nhiên liệu bên trong máy bay thế hệ mới cũng được thiết kế lại, nó cho phép lực lượng chiến đấu gia tăng đáng kể tầm bay và thời gian bay lên gấp 2 lần so với L-39 cũ. Tiếp đến, L-39NG được nâng cấp với trọng lượng cất cánh tối đa 5,8 tấn, đạt tốc độ tối đa lên tới 775 km/h với tầm hoạt động là 2.600 km. Với cấu tạo 5 giá treo, gồm 4 dưới cánh và 1 dưới thân, L-39NG mang được lượng vũ khí đa dạng như là súng, pháo, bom, rocket và thùng dầu phụ lên tới 1.200 kg, gấp 5 lần so với máy bay L-39. Nói một cách khách quan thì chuyện Việt Nam đặt mua phiên bản nâng cấp L-39NG là một bước đi hoàn toàn hợp lý vì thứ nhất, máy bay L-39NG được cải tiến từ dòng máy bay L-39 cũ đã quá quen thuộc với lực lượng không quân Việt Nam. Điều này giúp các nhân viên kỹ thuật và phi công lái máy bay dễ dàng nắm bắt cách sử dụng và vận hành thiết bị bay khi đưa vào thực tế. Thứ hai, Việt Nam có thể sử dụng những chiếc máy bay một động cơ này như máy bay tấn công hạng nhẹ trong các chiến dịch chống du kích khi không có những hành động đối phó tích cực. Trong trường hợp này thì máy bay L-39NG không cần mang theo nhiều vũ khí như là Jak-130. Và lý do cuối cùng là hợp đồng mua bán L-39NG cho thấy xu hướng đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ lên ngôi tại Việt Nam lúc này. Nói cách khác, L-39NG sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ, còn Jak-130 sẽ được dùng để đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ hạng nặng khác, chẳng hạn như Su-30, Su-35 và trong tương lai có thể là Su-57E. Như vậy, thông tin Việt Nam nhận bàn giao máy bay L-39NG đã được xác thực. Đây quả là tin vui đối với lực lượng không quân Việt Nam nói riêng và lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, bởi vì cùng với những chiếc máy bay hiện đại này, hiệu quả huấn luyện chiến đấu cũng như hiệu quả tác chiến sau này của lực lượng không quân sẽ được nâng cao đáng kể. Vì Việt Nam nâng cấp không quân đang là một chủ đề hot được bàn tán rất nhiều. Vì hiện tại, ngoài bạn hàng Nga, chúng ta đã có thể nghĩ tới những chiếc tiêm kích hiện đại của Mỹ như một sự lựa chọn sáng giá. Vậy còn với máy bay vận tải thì sao? Hiện tại, Không quân Nhân dân Việt Nam đang có nhu cầu mua một loại máy bay vận tải quân sự hạng trung để giữ vai trò chủ lực. Yêu cầu được đặt ra là phải có sức tải và tầm hoạt động lớn hơn C-295M mà quân đội ta đang dùng. Mới đây, tờ Reuters đã tiết lộ một thông tin rằng Việt Nam đang đàm phán với Mỹ để mua lại những chiếc máy bay vận tải quân sự C-130. Theo Reuters, đây là thương vụ lớn nhất kể từ khi Việt Nam thể hiện mong muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí cho mình. Vậy cụ thể, tại sao Việt Nam lại chọn C-130? Và thương vụ này liệu có sáng cửa hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé! Dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, tờ Reuters cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận về việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules cho Hà Nội. Các nguồn tin cho biết cuộc đàm phán có thể dẫn đến một thỏa thuận cung cấp trong năm nay. Đây sẽ là thỏa thuận quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi Hà Nội tuyên bố công khai vào cuối năm 2022 rằng họ có ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp quốc phòng, vốn trong nhiều thập kỷ đã phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị của Nga. Máy bay C-130 có thể chở binh lính, thiết bị quân sự và các vật tư khác, đồng thời sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng biên giới ở Biển Đông, gia tăng với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Các nguồn tin còn cho biết Mỹ có thể cung cấp một gói hỗ trợ tài chính cho Hà Nội như một phần của hợp đồng.
Một quan chức Mỹ cho biết số tiền của thỏa thuận có thể lên tới hàng chục triệu đô la để trang trải chi phí bảo trì và các chi phí khác. Nguồn tin còn lại từ một người thuộc phái đoàn Việt Nam cho biết cuộc đàm phán rằng mẫu máy bay đang được xem xét là C-130G, phiên bản mới nhất của loại máy bay này. Cả hai nguồn tin đều không nêu tổng chi phí hay số lượng máy bay đang được thảo luận và cả hai đều từ chối tiết lộ danh tính vì các cuộc đàm phán không được công khai. Cũng theo Reuters, các cuộc đàm phán về việc cung cấp vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam đã diễn ra trong nhiều tháng nay trước khi có những thay đổi lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam, mà các chuyên gia và nhà phân tích đều cho rằng điều đó sẽ không làm thay đổi đáng kể lập trường của đất nước Việt Nam về các vấn đề đối ngoại và kinh tế. Các cuộc thảo luận này cho thấy nỗ lực ngày càng tăng của Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng với Hà Nội. Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam phần lớn chỉ giới hạn ở tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện, drone trinh sát và các thiết bị an ninh. Do Hà Nội lo ngại về chi phí cao cũng như sự chấp thuận của chính phủ Mỹ và khả năng tương thích với các thiết bị hiện có. Như vậy, sau khi thông tin Việt Nam và Mỹ đàm phán để mua lại tiêm kích F-16, bây giờ hãng thông tấn lớn nhất thế giới Reuters lại tiếp tục tiết lộ một thương vụ mới đang trong quá trình đàm phán giữa hai quốc gia. Không biết thông tin này liệu có phải là sự thật hay không, nhưng nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy C-130G thực sự là một con hàng rất phù hợp với không quân ta hiện tại. Thứ nhất, đây là một máy bay mà không quân ta đã có nhiều kinh nghiệm trong sử dụng. Sau ngày giải phóng miền Nam, không quân ta đã thu được 7 chiếc máy bay vận tải C-130. Đó là loại máy bay vận tải lớn nhất thời bấy giờ. Với điều kiện khó khăn do không có nguồn trang thiết bị thay thế, cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân đã phát huy tinh thần vượt khó, vận dụng sáng tạo để duy trì hoạt động của những chiếc máy bay này, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lâu nhất có thể. Nhiều kinh nghiệm hay và độc đáo như sử dụng lốp máy bay C-123 thay thế cho lốp C-130 mà vẫn sử dụng tốt là kinh nghiệm chỉ riêng Việt Nam ta có. Hay việc hoán cải những chiếc vận tải cơ này thành máy bay ném bom, ít nhất 2 chiếc đã được quân đội ta hoán cải để làm nhiệm vụ ném bom. Lúc đầu ta dự kiến sử dụng để bảo vệ quần đảo Trường Sa, nhưng sau đó đã được sử dụng trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Cho đến nay, vì nhiều lý do, những chiếc C-130 này không còn phục vụ trong không quân ta nữa. Nhưng những câu chuyện về việc vận hành, khai thác dòng máy bay này ngày nay vẫn được các cựu chiến binh kể lại với tình cảm hết sức tự hào. Thứ hai, đây là loại máy bay đã được chứng minh năng lực qua thời gian. Máy bay vận tải quân sự C-130 được trang bị cho không lực Mỹ từ ngày 9 tháng 2 năm 1957, là loại máy bay tua bin cánh quạt 4 động cơ có khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn từ các đường băng dã chiến. Nó được trang bị hệ thống lái điện tử, hệ thống bay tự động, radar dẫn đường Doppler cùng với nhiều thiết bị điện tử tối tân khác. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đang biên chế loại máy bay vận tải này trong quân đội của mình. Trong quá trình sử dụng, nhiều biến thể đã được ra đời để đảm đương những nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển vũ khí, hàng hóa, binh sĩ, tấn công cường kích, trinh sát và tác chiến điện tử, tiếp dầu trên không, chỉ huy và cảnh báo sớm, tìm kiếm cứu nạn, chống ngầm, tuần thám bờ biển, thậm chí nó còn được sử dụng như một loại máy bay chữa cháy. Tính đa dụng và hiệu quả của C-130 khiến cho nó trở thành loại máy bay được sử dụng lâu dài nhất trong lịch sử không quân Mỹ và hiện vẫn đang đắt hàng như tôm tươi sau nhiều lần được nâng cấp. Với quan điểm chỉ mua sắm những loại vũ khí, trang bị đã được chứng minh hiệu quả thực tế, rõ ràng C-130 là ứng cử viên sáng giá nhất cho không quân ta. Thứ ba, C-130 đã được nâng cấp sâu để phù hợp với yêu cầu của không quân hiện đại, đáp ứng được nhu cầu về loại máy bay vận tải quân sự tầm trung của ta. Biến thể mới nhất C-130G Super Hercules được đưa vào sử dụng từ năm 1999, là phiên bản nâng cấp sâu của C-130 Hercules, cũng là biến thể duy nhất hiện còn sản xuất. C-130G được lắp động cơ AE-2100D3 của hãng Rolls-Royce giúp cải thiện tốc độ và tầm bay. Nó cũng được trang bị hệ thống điện tử hàng không mạnh hơn. Phiên bản vận tải tầm trung có sức chở 92 hành khách hoặc 64 lính dù, trọng tải 20 tấn, có thể đạt tốc độ 671 km/h, tầm bay 5.250 km. Với tính năng đó, C-130G sẽ là ứng cử viên sáng giá cho không quân Việt Nam, vì hiện nay ta đang thiếu hẳn các máy bay vận tải tầm trung do các máy bay AN-2, AN-26 của ta quá cũ kỹ đang được loại bỏ. Đối tác truyền thống của ta là Nga không sản xuất những loại máy bay có tính năng phù hợp với ta như là C-130. Họ chỉ có dòng máy bay hạng nặng như là IL-76 vượt quá nhu cầu của không quân ta.
Ta cũng mua một số loại vận tải cơ C-295, nhưng loại máy bay này không thể đáp ứng được yêu cầu như C-130 trong không vận tầm xa, đặc biệt là tiếp tế biển đảo. Chuyển quân cho lực lượng đổ bộ đường không, đặc công, hải quân đánh bộ, tải trọng lớn, khả năng cất hạ cánh trên các đường băng ngắn và dã chiến của nó là một ưu điểm. Đặc biệt nếu xét tới khả năng cất hạ cánh trên các đảo ở Trường Sa hoặc trong điều kiện thực tế chiến tranh, khi cơ sở hạ tầng bị hủy hoại lớn. Thứ tư, Mỹ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của không quân ta. C-130 còn có các phiên bản MC-130, EC-130, RC-130 phục vụ nhiều vai trò khác nhau. Phiên bản C-130G Super Hercules có nhiều biến thể đáng chú ý như SC-130G Hercules tuần tra biển và chống ngầm, KC-130G tiếp dầu trên không, EC-130G Commando Solo 3 tác chiến điện cường kích, MC-130G Commando 2, HC-130G Combat King 2, v.v. Trong bối cảnh không quân nhân dân Việt Nam đang thiếu hẳn mảng máy bay chống tàu ngầm, các máy bay vận tải tầm trung và các loại máy bay tấn công cường kích, C-130 với các biến thể hiện đại thực sự là một ứng cử viên sáng giá và là một lựa chọn hợp lý cho nhiều mục đích, nhất là khi không quân ta đã có nhiều kinh nghiệm vận hành dòng máy bay này. Với những tính năng chiến thuật ưu việt của mình thì rõ ràng vận tải cơ hạng trung C-130G do Mỹ chế tạo được xem như là ứng cử viên sáng giá đối với không quân Việt Nam. Dĩ nhiên với giá trị mang lại thì giá của mỗi chiếc C-130G không hề rẻ chút nào. Nghe đâu từ năm 2017, Mỹ đã niêm yết giá mỗi chiếc C-130 là 112 triệu đô. Năm 2022, Không quân Hoàng gia New Zealand cũng đã chi tới 1 tỷ đô để mua 5 chiếc C-130G. Như vậy, trung bình giá một chiếc hiện tại ở phiên bản hiện đại nhất cũng ngót nghét 200 triệu đô. Tất nhiên trong đó đã tính khá nhiều chi phí và phụ tùng linh kiện theo kèm. Các trang bị mặt đất, tài liệu hướng dẫn phi công và thợ máy nghe có vẻ khá chua nhưng mà đắt sắt ra miếng. Với nhu cầu hiện đại hóa cấp thiết hiện đại thì việc chúng ta bỏ ra một số tiền lớn như vậy cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Hy vọng trong tương lai không xa, những lực sĩ đa năng này sẽ có mặt trong không quân Việt Nam, góp phần hữu hiệu vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.